Rồi, chúng ta sẽ đến đối thủ Philippines. Thắng con này sẽ lên mốc 1.800. Cuộc gì đây? Hà Lan. Mình sẽ đánh đúng bài bài như những lần trước mà CTC đã chơi, đánh 8 nước chỉ mất có 10 giây. Lên đây bách tượng về. Đây. Sao nữa? Lên vua. Pem. Tốt pem lên. Đây mình lên vua để thông hai xe rồi đó. Cũng chưa biết làm gì. Rồi, đây mình đẩy tốt lên để đưa mã lên vị trí D4. Cũng đưa mã lên. Rồi thấy là mã không thể nhảy vào B3 để bắt đôi được. Nước đi vu vơ mà lại thành hay về tượng. Đuổi luôn. Em đi. Lên. Rồi, lên hậu nước. Đây mình phải chạy xe khỏi cái vị trí này. Lên tượng rồi. Rồi, nước sau có thể là đẩy tốt. Tượng mình đã ghim hậu rồi. Ghim một tốt ở đây. CTC đẩy nhanh như trước. Chúng ta xem đen sẽ đánh thế nào. Ui, mình đi nhanh thế nhỉ. Còn 4 phút. Đen thì chỉ còn 2 phút rưỡi. Đẩy lên đấy. Đẩy rồi. Đỡ làm sao được. CTCD 22 nước chỉ trong vòng chưa đến 1 phút. Cao thủ Philippines đã mất tượng rồi. Chẳng biết ra hậu đây làm gì. Giữ tốt rồi. Vào đấy. Em em luôn. Hơn 3 điểm. Hơn đúng một con nhẹ. Ui, quả nhảy mã lên đây trước có phải hay không? Chặn ngay con xe lại. Chúng ta thấy là xe không thể ra cột mở này được. Nhưng mà đổi lại con tượng của mình cũng hơi tù. Lên xe. Đây rồi. Chúng ta thấy là chặn nốt cái đường này lại. Không cho xe ra. Lên tượng.
Rồi, giờ xe mình sẽ chiếm cột mở. Chứ không phải là đen. Ui giời. Phải ăn thôi. Tôn nào ăn lên. Đút đấy ăn lên. Đấy ăn lên. Xe bây giờ đen sẽ muốn đưa xe ra để bắt con tốt này. Ok, mình sẽ phải đẩy tốt lên để giữ. Đẩy trước hai nước. Bình thường thôi. Ôi sao không bắt tốt qua đường nhỉ? Nhầm mất. Đấy giờ bịt lại. Rồi không vấn đề gì. Đây, đây. Rồi, coi như là khóa cứng lại hai bên. Bây giờ mình sẽ chiếm cột mở duy nhất này. Em không, em luôn. Bây giờ mình pem vào tượng pem lên. Đẩy xuống không được. Bình tĩnh. Khó nhỉ, còn tượng mà thua à? Hỏa đây rồi. Đường thắng ở đây chứ đâu. Ván đấu này